Bốn việc mà ai cũng nên biết để dừng lại kịp thời nếu không muốn rước thêm rắc rối vào người. Bốn việc dưới đây, dù là người già, thanh niên, đàn ông hay phụ nữ cũng đều nên chú ý. Thứ nhất, không lấy lòng người khác. Bất cứ một mối quan hệ nào mà ở đó bạn phải bỏ ra quá nhiều tâm sức để lấy lòng đối phương đều sẽ không thể tồn tại lâu dài. Việc phải cẩn thận từng ly từng tí một trong việc duy trì mối quan hệ đó đều là trạng thái bất bình thường. Người thực sự yêu quý bạn không cần bạn phải lấy lòng họ, và người muốn bạn phải làm vừa ý họ sẽ không phải là người thực sự yêu quý bạn. Cuộc sống này vốn đã đủ mệt mỏi rồi, cần phải nhìn nét mặt của người khác để sống nữa cho rắc rối và đau đầu thêm để làm gì? Mỗi người sống trên đời đều có một quan điểm, cách nhìn nhận vấn đề riêng. Bạn chẳng thể nào có thể làm đẹp lòng tất cả mọi người được. Hãy dồn tầm nhìn của mình vào bản thân, bịt tai lại và chẳng cần phải bận tâm về những lời nhận xét của người khác. Con người suy cho cùng cũng đều sống vì bản thân mình mà thôi. Bạn chính là bạn, không cần phải lấy lòng, phải nịnh bợ ai. Thay vì làm đẹp lòng người khác, hãy cứ sống thật thoải mái như những bông pháo hoa rực rỡ giữa bầu trời đêm là được. Thứ hai, không kể lể bi thương. Kim không đâm vào người, làm sao có thể cảm nhận được hết sự đau đớn? Nói như vậy là để ta hiểu rằng trên đời không có cái gọi là sự đồng cảm thực sự. Bản thân mình không trải qua sẽ không thể hiểu được hết cảm giác, sẽ không thể hiểu được hết cảm giác đó như thế nào. Thế nên kể lể với người khác nỗi khổ của bản thân mình cũng chẳng có ích gì. Ai ai cũng có nỗi khổ riêng của mình, nhưng không cần thiết phải để cho mọi người đều biết. Người thực sự trưởng thành sẽ không bắt đầu câu chuyện bằng việc kể khổ, bởi nước mắt hay những lời kể lể đều không thay đổi được kết cục của sự việc. Hãy như hạt cát tự trong vỏ con trai, lặng lẽ bền bỉ mới có ngày thành ngọc. Gặp phải bất kỳ chuyện gì, hãy bình tĩnh và tìm cách. Mới chỉ gặp chút chuyện khó khăn mà đã làm như mình là người đáng thương nhất. Gặp ai cũng than vãn kể lể bất hạnh của bản thân. Xin thưa, sẽ chẳng ai giúp được bạn khi mà bạn đang không tự giúp chính mình. Chỉ có bản thân chúng ta mới có thể giải quyết được vấn đề của chính mình mà thôi. Giải thích, kể lể chuyện bi thương của bản thân chỉ khiến mọi việc thêm nặng nề, chẳng khác nào rắc thêm muối vào vết thương. Con người phải sống và nhìn về phía trước. Nếu chỉ chìm trong ký ức đã qua, cuộc sống chắc chắn sẽ bỏ lại bạn ở phía sau. 3. Không miễn cưỡng bản thân. Từng có câu nói như thế này: phàm là cảm thấy khổ sở đều là vì cưỡng cầu. Miễn cưỡng đến sẽ không thật lòng, chắc chắn sẽ không được bền lâu. Trước khi yêu người khác, hãy học cách yêu bản thân mình. Đừng miễn cưỡng bản thân. Làm người, điều quan trọng nhất chính là vui vẻ. Sống một cuộc đời mà khiến bản thân không vui, vậy thì làm gì còn hy vọng nữa. Thực ra, không miễn cưỡng người khác cũng là một cách để không ép buộc bản thân mình. Như Đức Khổng Tử từng nói, việc mình không muốn làm thì không làm với người khác. Trên đời không ai có thể sống mà không gặp phải chuyện không vừa ý, cũng không có chuyện ai cũng có thể đáp ứng yêu cầu của bạn. Gặp người mình không thích, không cần phải thay đổi họ. Gặp người nhìn không vừa mắt, cũng không cần phải so đo tính toán với họ làm gì. Đơn giản chỉ nên coi họ là những người thoáng qua cuộc đời mình, chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình. Như thế, bạn sẽ thấy thoải mái hơn. 4.
Sống không tạm bợ. Sống trên đời, sợ nhất là sống tạm bợ. Nếu cuộc đời của bạn trôi qua từng ngày tạm bợ, thử hỏi bạn có thể chịu trách nhiệm với cái gì? Chúng ta sống trên cuộc đời này cần phải có trách nhiệm, có thái độ sống tích cực. Một khi bạn sống qua loa đại khái, cuộc sống cũng sẽ trở nên mù mịt, không xác định. Vạn sự vạn vật tương hỗ với nhau. Khi bạn mang thái độ sống phó mặc, muốn ra sao thì ra vào cuộc sống của mình, cuộc sống chắc chắn sẽ không cho bạn một gương mặt dễ nhìn. Những người sống cuộc sống tạm bợ, muốn ra sao thì ra, thường không có một mục tiêu hay kế hoạch cụ thể nào. Những người như thế không cảm thụ được niềm vui của cuộc sống. Và với họ, nhân sinh là một nhiệm vụ, chứ không phải là một sự tận hưởng, hưởng thụ. Câu chuyện nhân sinh. Chuông đồng hồ reo vang lại một buổi sáng chủ nhật. Brun định ngủ cố một chút, nhưng lại cảm thấy có lỗi, nên anh đã dậy và đến nhà thờ làm lễ. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế gần tường. Linh mục bắt đầu cầu nguyện. Anh cúi đầu nhắm mắt lại, nhưng bỗng nhiên thấy giày của người đàn ông ngồi cạnh chạm vào giày mình. Anh thở dài. Anh nghĩ, sao thế nhỉ? Người ngồi bên có đủ chỗ rồi, sao mà giày vẫn chạm vào nhau nhỉ? Anh cảm thấy lo lắng, nhưng người đàn ông ngồi bên không nhận ra điều ấy. Buổi cầu nguyện bắt đầu. Linh mục bắt đầu. Anh thầm nghĩ trong lòng, người đàn ông này chẳng có ý thức gì cả. Giày vừa bẩn vừa cũ, lại còn bị thủng nữa chứ. Linh mục vẫn tiếp tục cầu nguyện, cảm ơn sự chúc phúc của người. Người đàn ông ngồi bên cạnh khẽ khàng nói, Amen. Anh cố tập trung suy nghĩ để cầu nguyện, nhưng vẫn nghĩ về đôi giày ấy. Anh nghĩ, lẽ nào chúng ta đi nhà thờ không nên ăn mặc đẹp nhất hay sao? Anh liếc nhìn đôi giày của người đàn ông ngồi bên cạnh và thầm nghĩ, chắc chắn người đàn ông này không thấy như vậy. Buổi cầu nguyện kết thúc. Mọi người đồng thanh hát bài thánh ca. Người đàn ông ngồi bên cạnh tự hào hát rất to, còn giơ cao tay nữa chứ. Anh Bran nghĩ rằng chắc chắn Chúa trên trời sẽ nghe được tiếng của mình. Lúc quyên góp, anh trịnh trọng bỏ xét vào trong thùng công đức. Còn người đàn ông ngồi bên cạnh thò tay vào túi, lay hoay một hồi mới bỏ vài đồng tiền xu kêu leng keng vào trong thùng. Lời cầu nguyện của linh mục đã làm rung động anh Brun, và chắc chắn là người đàn ông ngồi bên cạnh cũng cảm động như anh, vì anh thấy người đàn ông này khóc. Buổi cầu nguyện kết thúc, mọi người vui mừng chào nhau, chào đón những người bạn mới để họ cảm thấy ấm cúng. Anh Brun rất muốn được làm quen với người đàn ông ngồi bên cạnh. Anh nghĩ vậy và quay sang bắt tay người đàn ông này. Người ngồi bên cạnh anh là một người đàn ông da đen, có tuổi, đầu tóc rối bời, nhưng anh vẫn cảm ơn ông vì đã đến nhà thờ. Người đàn ông ngồi bên cạnh cảm động đến rơi nước mắt. Ông nói, tôi tên Richard, rất vui mừng được làm quen với anh bạn của tôi. Người đàn ông này lau nước mắt và nói, tôi đến đây được mấy tháng rồi, anh là người đầu tiên nói chuyện với tôi đấy. Tôi biết tôi không thích hợp lắm với mọi người, nhưng tôi đã cố gắng xuất hiện ở đây với bộ dạng tốt nhất rồi. Sáng sớm chủ nhật nào tôi cũng thức dậy sớm, lau chùi giày cẩn thận và đi quãng đường dài đến đây, nên giày đã bẩn lại càng bẩn hơn, đã rách lại càng rách hơn. Anh Bran thấy nhói đau trong lòng và cố nuốt nước mắt vào trong. Người đàn ông lên tiếng xin lỗi anh. Tôi ngồi gần anh quá. Khi tôi đến, tôi biết nên nhìn anh một cái, hỏi anh một câu. Nhưng tôi nghĩ là khi giày chúng ta chạm vào nhau rồi, thì
thì có lẽ là trái tim của chúng ta đã hòa quyện vào với nhau rồi. Khi ấy, Bran nghĩ mình có nói gì nữa cũng chẳng có ích gì. Im lặng một lát, anh nói: "Đúng vậy, đôi giày của anh đã làm rung động trái tim tôi. Anh đã dạy cho tôi biết quan trọng nhất của con người là tâm hồn của họ, chứ không phải là vẻ bề ngoài." Tự tận đáy lòng, anh thấy vô cùng cảm ơn đôi giày vừa bẩn vừa rách của người đàn ông da đen, vì nó đã làm cho tâm hồn của anh rung động thật sự. Triết lý nhân sinh: điều quan trọng nhất của con người chính là nội tâm của họ, chứ không phải là vẻ bề ngoài. Có trạng thái tâm lý tốt đẹp thì mới có thể phá tan được mọi khó khăn trở ngại, cho dù khó khăn ấy nảy sinh ra từ hoàn cảnh tự nhiên hay là những người quanh bạn.